cư sĩ giả, tại gia tu Phật giả, chi thông xưng. Pháp Hoa Huyền Tán Thập viết, thủ đạo tự điền. Đây là những điều nói về người học đạo phải tuân thủ giới luật. Vẫn dưng an nhiên, cuộc sống đơn giản, Khổng Tử nói bất diệt duyệt hồ, Phật pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Vì sao? Bởi ít ham muốn, không có nhiều tham muốn, cuộc sống cảm thấy vừa đủ. Người xưa thường nói tri túc thường lạc. Những người này chắc chắn không có mong cầu gì nhiều ở bên ngoài. Không có. Ôn đức là ẩn chứa đạo đức. Nói cách khác, trong tâm họ có đức hạnh. Đức hạnh của Phật pháp là thập thiện, tam quy, giới luật, lục hòa, lục độ, phổ hiền thập nguyện. Đây là đức. Trong tâm Bồ Tát có những điều này. Ngoài những điều này ra, các ngài không có gì nữa. Những đức hạnh này như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nhất tức thị đa, đa tức thị nhất, nhất đa bất nhị. Một đức mà đầy đủ thì tất cả đức đều đầy đủ. Ví dụ nói, họ có thập thiện, thì chắc chắn đầy đủ tam quy ngũ giới, lục độ vạn hạnh. Vì sao? Chúng ta xem Bồ Tát Giới Kinh. Tám vạn bốn ngàn tế hạnh của Bồ Tát từ đâu mà có? Từ thập thiện triển khai ra. Không phải triển khai từ pháp hữu vi, mà là tự nhiên. Trong tâm thật sự có thập thiện, biểu hiện ra tự nhiên có tám vạn bốn ngàn tế hạnh. Phàm phu không nhìn thấy được do không tinh tế, nhưng chư Phật Bồ Tát nhìn thấy được. Đây là thuộc về tự nhiên khai phát, là cư sĩ tại gia học Phật.